truy cập ngay shop game Free Fire của anh Vũ Thành để thử vận may nào các bạn ơi. Với rất nhiều trò chơi hấp dẫn, tha hồ lựa chọn, quay là trúng, 100% trúng, cơ hội nổ hũ cực kỳ cao, nhận về siêu nhiều kim cương. Còn chần chừ gì nữa, truy cập ngay shop.vn để ủng hộ anh Vũ Thành nhé các bạn ơi. Video chỉ mang tính chất giải trí vui vẻ, không cổ suý cho hành động mê tín dị đoan, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Hello các bạn, ngày hôm qua chị Ốc đã nhận được một cái cuộc điện thoại từ một bạn tên là Hà Phương. Và bạn ấy rất là muốn nói chuyện với chị Ốc, nhưng mà chị Ốc thì không bắt máy và bạn ấy đã gọi điện vào một cái số điện thoại khác. Rất là may mắn là chị Ốc đã biết được. Và chị Ốc muốn gửi lời chào đến bạn Hà Phương, và rất là mong bạn Hà Phương sẽ chăm ngoan học giỏi. Và nếu như mà không được nói chuyện với chị Ốc thì cũng đừng khóc nhè nha. Chị Ốc rất là yêu thương các bạn. Ok, và những bạn nào mà bình luận phía dưới video mà chị Ốc tình cờ xem được và các bạn bình luận nhiều thì chị Ốc sẽ gửi lời chào đến từng bạn một nha. Ok, bye bye. Wow. Hello, xin chào tất cả các bạn thân yêu đã đến với kênh của anh Vũ Thành. Các bạn ơi, trước khi vào video ngày hôm nay, đừng quên giúp anh cái bấm like này, bấm đăng ký kênh nếu nào chưa đăng ký, và xem quảng cáo ủng hộ anh chút tiền ăn nha. Cảm ơn các bạn đó rất nhiều luôn. Wow, anh đi câu cá từ sáng tới giờ mà chả câu được con cá ngáo đá nào các bạn ạ. Ê, buồn ghê. À đâu, được một con các bạn, một con cá hồi. Ê, hy vọng là bây giờ sẽ câu được thêm nhiều con cá thì mới bỏ ăn, chứ các bạn một con không bỏ anh ăn đâu. Rồi, thôi trong lúc chờ đợi câu cá thì anh sẽ hát tặng các bạn một bài nhá. Đây là một bài anh tự sáng chế, đó là bài Con Cá Lan. Ở đâu, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ngoi lên lặn xuống, cá vàng chín thơm ngon. Cá vàng chín rồi thì các bạn làm gì? Cá vàng mang ra đĩa nhé, con trên con dưới ăn hết cá vàng luôn. Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói để ăn được hết. Yeah, vậy là mình đã thể hiện xong ca khúc ăn hết món cá vàng rán. Và bây giờ mình tiếp tục câu cá đây, để câu được thật nhiều con cá. Ui, cái gì đây, sao lại có một con zombie này? Mày từ đâu xuất hiện đây? Mày tính bắt ta hả? Còn lâu đi, ta là Bê Quy Thành đẹp trai nhưng ngươi không thể bắt được ta đâu. He, câu cá tiếp đây. Cắn đi con cá ơi, sao con cá không cắn? Nào nào nào, có bao nhiêu lương thực thì mau đem cống nạp cho Trần Thị Ốc nhanh lên. Trời ơi, từ nãy đến giờ cống nạp cũng mới một quả trứng, các ông không nghe lời tôi đúng không? Các ông có biết là tôi luôn luôn là người bảo vệ các ông khỏi quái vật không hả? Bạn bị kinh rồi. Thế nên là các ông phải cống nạp cho tôi những thứ như là bánh mì này, là tất cả các loại thức ăn. Mau đi thu hoạch đi. Ôi trời ơi, không ai nghe lời mình hết. Ôi ôi, à mấy ông này còn định nói chuyện với nhau à? Không nghe lời tôi này, không nghe lời tôi này, từ giờ tôi sẽ không bao giờ bảo vệ các ông nữa đâu nhá. Ơ, ui dồi, nó còn bỏ đi luôn mới sợ chứ. Trời ơi, không được rồi. Mọi người bây giờ đã không còn nghe lời Ốc nữa. Đấy, cũng bỏ đi nốt. Ờ nhá, bỏ đi đi nhá. Tôi sẽ không bao giờ bảo vệ mấy người nữa đâu nhá. Tôi là con gái nhưng mà tôi hơi bị lợi hại nhá. Trời ơi, tức ghê các bạn ơi. Từ sáng tới giờ mình bảo các ông dân làng là hãy cho mình một ít đồ ăn, thế mà các ông dân làng cho mình đây này, mỗi một quả trứng. Mà để mình đập quả trứng này ra xem có được con gà không nhá. Úi dồi ôi, quả trứng lép các bạn ơi. Chả được cái gì hết từ sáng đến giờ. Không được rồi. Chắc là tại vì mình không phải là trưởng làng, mình không phải là người có tiếng nói trong ngôi làng này, nên là dân làng mới không nghe theo lời mình. Nhưng mà mình biết rồi, trưởng làng chính là anh người sắt. Nếu mà mình trở thành anh người sắt được thì các ông dân làng sẽ phục tùng mình, bởi vì mình là trưởng làng cơ mà. Sẽ rất là oai luôn. Đấy, đây, anh người sắt đây rồi. Thế thì mình sẽ tiêu diệt anh người sắt này để trở thành anh người sắt của dân làng. Mình sẽ chiếm ngôi làng này luôn. Ok con dê, để mình đi vào nhà lấy vũ khí nha các bạn. Rồi, ta đã comeback trở lại. Anh người sắt đây rồi các bạn ơi. Mình đã có vũ khí là một cây kiếm siêu to khổng lồ, nhưng mà vẫn phải cần ăn thêm táo vàng các bạn ạ. Ông người sắt đâu rồi? Ta không cần đuổi, người đã đến đây nộp mạng. Ok con dê. Yeah! Boom! Boom! Wow! Các bạn
anh người sắt đã bị tèo 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 và mình đã lấy được cái linh hồn của anh người sắt. Đấy. Úi dồi ôi, ngoài ra còn có cả đây là một bông hoa này và 4 cái khối sắt nữa. Quá được, bây giờ ông sẽ trở thành người sắt và dân làng sẽ trở thành dân làng của ông. Dê. Ui sợ quá, sợ quá. Wow, các bạn ơi, ông đã trở thành người sắt rồi nè. Người sắt ốc á thì vô cùng là cao to và đẹp trai, không hề đen hôi nha các bạn. Và tim máu tăng lên vô cùng luôn, quá nhiều tim máu luôn. Bây giờ ốc là người siêu mạnh. À ha, được rồi. À, ông dân làng này nhìn tôi á. Nhìn gì, mau đem thịt ra đây. Người sắt tôi sẽ chỉ ăn thịt thôi. Mau thịt con bò nhà ông, đem thịt bò ra đây. Ơ, không nói gì à, không làm gì à? À, ông có tin là tôi cầm cục sắt để tôi tang ông vỡ đầu không hả? Này nè, ui các bạn ơi, mình đánh dân làng bay lên trời luôn. À, à, vẫn lại nhìn à? À, thì ra mày phải chết. Này nè, kết cục của các ngươi khi không phục vụ Trần Thị Ốc đó chính là sự chết chóc. Ha 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 ha. Ok con dê, bây giờ mình sẽ đi loanh quanh làng để bóc lột người dân làng. Ha ha. Có người dân làng ở gốc cây. Này ông kia, nhìn gì đây? À, nhìn gì, mau về thu hoạch lúa mang ra đây cho tôi. Lại không thu hoạch lúa à? Ta sẽ lấy bông hoa này quánh người một trận nè. Các bạn thấy gì chưa? Bây giờ ông hơi bị lợi hại luôn. Ngôi làng này từ giờ đã là của ông rồi. Ơ, mà anh Bê Quy Thành đâu ta? Mấy hôm trước anh Bê Quy Thành chôn mình á, hôm nay mình trở thành người sắt rồi, mình sẽ chôn anh Bê Quy Thành SML luôn. Ai, để ăn táo vàng đã. Anh Bê Quy Thành à? Anh Bê Quy Thành đâu rồi ta? Dồ ôi các bạn ơi, mình di chuyển trong thân thể người sắt này nó quá là nặng nề. Người sắt tuy lợi hại nhưng mà lại đi rất là chậm, mình chẳng quen lắm. Nhưng mà thôi, vì sức mạnh nên mình cố chịu vậy. À, Bê Quy Thành ở kia các bạn ơi, đang câu cá à? Câu cá à, mình sẽ cho Bê Quy Thành thành con cá ngáo đá luôn. Bê Quy Thành à. La 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 la. Mày bị điên à? Ở đây có người đẹp trai nhất thầy. Tiếu tiếu tiếu. Ủa? Ơ sao anh người sát lại có tên ốc cu tẹ trên đầu thế kia các bạn? Ừ. Anh người sắt này bị làm sao, bị chập mạch thần kinh du dinh dễ phải đinh các bạn ạ. Tự nhiên đi xuống cái hố nước làm gì ấy, đi bơi à? Ui anh người sắt dở hơi đấy các bạn, không ai chơi đi bơi. Thôi kệ, mình cũng không chơi với anh người sắt đâu các bạn. Cái gì đấy, sao anh người sắt này đánh chết mình các bạn ơi? Ơ, úi dồi ôi các bạn ơi, mình tưởng anh Bê Quy Thành giàu lắm. Tưởng anh Bê Quy Thành là một người có nhiều đồ trong người. Ai dè anh Bê Quy Thành chết nhăn răng mà không có gì. Ai à con này. Ai dè mày định. Mày định làm gì? Mày định làm gì? À mày định làm gì? Đừng có mà đùa với ninja rùa. À nhầm, đừng có mà đùa với người sắt Trần Thị Ốc. Hehehe. Từ bây giờ các bạn đừng gọi là anh người sắt nữa, mà hãy gọi là chị người sắt. Đấy, bởi vì Ốc là người sắt rồi, mà Ốc thì không phải là con trai. Đấy. Ơ, nhưng mà các bạn thấy không? Mình cứ nghĩ là mấy ông dân làng là ngu không có gì để cướp. Anh Bê Quy Thành tưởng thông minh hơn thì có nhiều đồ để cướp, nhưng thật ra không phải. Anh Bê Quy Thành cũng chỉ còn mỗi cái nịt các bạn ạ. Thế này thì mình lại phải tự đi kiếm ăn rồi. Chán quá đi, trở thành người sắt mà cũng vẫn bị đói. Thôi, mình phải đi thu hoạch đây. Ôi giời ơi, làm người sắt mà cũng phải đi thu hoạch cà rốt. Trời ơi, khổ quá. Uầy các bạn ơi, anh đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. À đâu lợi hại hơn xưa các bạn ạ. Anh đang câu cá lúc nãy ấy, tự nhiên có một anh người sắt đến đánh anh bốc khói luôn các bạn. Cay thật sự luôn, không biết anh người sắt bị làm sao. Mình có làm gì anh người sắt đâu ta. Ây, đâu rồi ta, để xem anh người sắt đi đâu. Ui, người sắt gì mà đi thu hoạch cà rốt thế này. Mà các bạn nhớ không, trên đầu anh người sắt kia có ghi là ốc cu te. Hay chính là ốc đã biến hại anh người sắt cho mình ta. Để anh bây giờ thử gọi tên ốc xem nhá. Nếu ốc thừa thì chứng tỏ đấy là ốc rồi. Ốc ơi. Ơ, ai gọi mình ấy nhở? Ui, rõ ràng mình giết Bê Quy Thành rồi cơ mà. Làm sao mà Bê Quy Thành ở đây được? Ui, mình nó bị ảo ma Lazada rồi. Thôi, không, lấy tập trung làm việc thôi. Đúng là bị ảo ma Lazada.
Đấy đúng rồi, hóa ra là ốc đã biến thành người sắt để cho anh bên Quý Thành các bạn ạ. Bực hết cả mình bảo sao, chứ người sắt bình thường trong dân làng không có bao giờ đánh anh Quý Thành đâu. Vì anh Quý Thành là người rất tốt. Đấy, đâu học dốt đi nhổ cà rốt như ốc đâu các bạn. Ê ốc, ốc. Ai đây, ai đây, ai đây, ui. À B Quý Thành, à ngươi là ai, ngươi là ai hả? Thôi đi, anh biết thừa em là ốc rồi. Em biến thành người sắt để cho anh đúng không? Bực hết cả mình, sao anh đang câu cá em lại đánh anh chết thế hả? Ngươi là ai? Lại còn giả vờ à, anh đánh cho phát nhá. À ngươi đánh ta, này thì đánh ta nè. À các bạn ơi, ốc là người sắt, ốc mạnh quá. Bực hết cả mình không đánh lại ốc luôn. Lại bị chết cay phết các bạn ạ. Ốc nhà ta hôm nay lợi hại quá ha. Biến thành người sắt để cho anh Bí Quý Thành à. Được rồi, thích biến thành người sắt cái gì. Anh còn đọc comment của các bạn, các bạn bảo rằng anh Bí Quý Thành ơi hãy trở thành vua người sắt đi. Thì đây chính là cơ hội anh sẽ trở thành vua người sắt để cho biết thế nào mới là người sắt vô địch thiên hạ nha các bạn. Rồi, bây giờ anh sẽ đi chuẩn bị vật liệu. Rồi nhá. Ốc à, dám cho anh Bích Quý Thành à? Được rồi, bây giờ sẽ chế tạo vua người sắt ở đây các bạn. Ốc à, dám cho anh Bích Quý Thành à? Trở thành vua người sắt. Các bạn thấy gì không? Đây chính là linh hồn của vua người sắt này các bạn này. Anh vừa kích hoạt cái kia thành công thì một phát anh di chuyển ra đây và anh đã thấy linh hồn vua người sắt. Bây giờ sẽ nhặt linh hồn vua người sắt để trở thành vua người sắt siêu ngầu nha các bạn ơi. Yeah. Wow. Rất là xịn sò con bò luôn. Rồi biến thành vua người sắt thôi các bạn. Wow các bạn ơi. Các bạn thấy gì chưa? Anh đã trở thành vua Golem rồi đây này các bạn này. Wow, quả mũi rất là to luôn. Wow, xịn sò con bò nha các bạn. Đấy, rất là đô luôn nha. Ui giời. Thế này à, Golem của ốc tuổi gì sánh vai. Ok fine. Anh đấm một phát ra khéo ngất trên cành quất luôn các bạn ạ. Các bạn xem tim máu của anh này. Trời ơi, che hết cả mặt luôn. Đấy, chứng tỏ máu của anh rất là trâu. Và anh rất khó là đánh bại luôn. Anh đi tìm ốc mãi các bạn ạ. Và anh phát hiện ốc đã bơi theo dòng sông này đến một cái ngôi làng mới. Làm người sắt đúng ra phải bảo vệ dân làng như ốc lại đi cướp bóc các bạn ạ. Đi tìm ốc thôi, cho ốc một trận để ốc biết thế nào là vua người sắt chứ không phải là đồ người sắt hàng pha ke như ốc nha các bạn. Ui, ốc kìa các bạn ơi, mà ốc hình như biến thành một dạng Golem khác rồi hay sao ấy. Ốc ơi, la 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 la, ai gọi Golem ý nhỉ? Chả biết là ai, ta lại đi bơi. Golem, ta lại đi bơi. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là vua Golem đây nè. To chưa, to chưa, sợ chưa, sợ chưa. Goodbye. Úi dồi ôi, sợ quá chạy mất dép luôn rồi các bạn ạ. Ui giời, hàng Golem pha ke đòi đấu lại vua Golem bên Quý Thành á. Tuổi gì sánh vai. Ok fine. Ngươi không thoát được đâu con trai. À nhầm, con gái. Ui. Này này, đừng có mà đánh ta. Ta có làm gì nhà ngươi đâu. Ngươi làm Golem, ngươi phải đi bảo vệ dân làng chứ. Ngươi lại đi sang đây ăn trộm ăn cướp, xong còn tròn Bê Quy Thành nữa. Ngươi có biết Bê Quy Thành là một người rất đẹp trai không? Bê Quy Thành là người đẹp trai thì kệ Bê Quy Thành là người đẹp trai. Ngươi là Golem thì ngươi thích Bê Quy Thành là người đẹp trai à? Thế là ngươi bê đê rồi. Ốc thật là cứng đầu các bạn ạ. Anh phải cho ốc biết thế nào là vua Golem và đệ tử Golem làm sao mà có cửa đấu lại. Ui giời, anh đánh phát ốc bốc khói luôn, tan biến luôn. Đấy, hư với anh là không được rồi. Vậy là anh đã trả thù được rồi các bạn ạ. Anh sẽ trở thành vua Golem. Và cho ốc thành công theo lời của các bạn rồi nha. Nên là các bạn ơi, nếu muốn anh trở thành con gì nữa hãy bình luận phía dưới video. Ôi, thật sự là anh trở thành vua Golem rất là ngầu và mạnh mẽ. Ui, thế này thì ai đấu lại anh Quý Thành nữa, kể cả quái vật ra đây nhá. Các bạn nhìn lượng máu này, đánh anh từ giờ tới Tết sang năm anh cũng không chết luôn. Rồi, đi tuần tra thôi. Này, tí ốc mà quay lại ốc mà hư nữa, anh tẩn ốc luôn các bạn nhá. Giờ không ai là đối thủ của anh luôn.